hiện Ninh Bình có 13 di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu của dân tộc Mường như hát du con, hát đúng, hát sắc bùa, văn hóa Cổng chiêng. Những năm qua, việc giữ gìn và bảo tồn những giá trị này được các cấp các ngành quan tâm. Để bảo tồn những giá trị văn hóa đó, các địa phương đã tích cực tuyên truyền, động viên bà con thành lập các câu lạc bộ văn hóa cơ sở tại mỗi thôn bản, khuyến khích nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ. Hiện trên địa bàn tỉnh có 8 nghệ nhân dân tộc thiểu số sinh sống tập trung tại các xã Quảng Lạc, Quốc Phương, Kỳ Phú, Phú Long còn lưu giữ một số loại hình nghệ thuật như hát rằng thường chảy mợi, hát mo mường, hát bọ mẹ, hát mường cổ, hát đúm, hát giao duyên. Cùng với đó, chính quyền các cấp cũng quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc Mường. Hàng năm, từ tỉnh đến huyện đều tổ chức các chương trình văn nghệ, lễ hội tại điều kiện cho các nghệ nhân, nghệ sĩ không chuyên biểu diễn những làn điệu chơi các loại nhạc cụ dân tộc như cồng, chiêng. Từ đó, từng bước khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống đang có nguy cơ mai một. Có trên 80% người dân tộc Mường đã sử dụng trang phục truyền thống của mình khi tham gia các hoạt động cộng đồng. Và 90% hộ gia đình là người dân tộc Mường đã thường xuyên giao tiếp bằng tiếng dân tộc Mường trong sinh hoạt hàng ngày từ năm 2017 đến nay thì phòng văn hóa và thông tin cũng đã tham mưu cho ủy ban dân huyện bố trí ngân sách khoảng 300 triệu đồng trên một năm để tổ chức cái ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Đa Quan và thông qua hoạt động này cũng tạo điều kiện để cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện có cái dịp giao lưu và tăng cường cái tình đoàn kết giữa các dân tộc đồng thời cũng để quảng bá gắn với bảo tồn các đẹp nét đẹp truyền thống mang cái bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện việc tích cực quan tâm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số giúp cho đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện nâng cao nhiều nét văn hóa độc đáo được khôi phục đồng thời xóa bỏ những hủ tục lạc hậu góp phần xây dựng nếp sống văn minh tại các thôn bản